Khánh Thy bất ngờ khoe ảnh mặc váy cưới. Hình ảnh Khánh Thy diện váy cưới khiến nhiều người đặt nghi vấn cô và Phan Hiển sắp kết hôn. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Khánh Thy khiến cư dân mạng xôn xao khi bất ngờ đăng tải mặc váy cưới. Trong ảnh, kiện tướng đen bót diện một bộ đầm cô dâu đuôi cá, khoe lưng trần gợi cảm và vóc dáng nuột nà. Chỉ ít giờ sau khi đăng tải, hình ảnh này của Khánh Thy đã thu hút hàng ngàn lượt like và rất nhiều bình luận. Trong đó, đa phần cư dân mạng đều không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp gái một con trong mòn con mắt của Khánh Thy. Ngoài ra, không ít người cũng đặt nghi vấn liệu rằng đây có phải là ảnh cưới của nữ giám khảo bước nhảy Hoàng Vũ. Trải qua những sóng gió ban đầu, chuyện tình của Khánh Thy và Phan Hiển đã được dư luận đón nhận. Hiện tại, cặp đôi cũng đang có những tháng ngày hạnh phúc bên cậu con trai đáng yêu. Vậy nên, phải chăng đã đến lúc họ nghĩ tới một đám cưới cho riêng mình? Hiện tại, Khánh Thy vẫn giữ im lặng trước nghi vấn trên. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn trước đây, nữ kiện tướng Dan Boss từng tâm sự, nếu làm đám cưới cô cũng không muốn chia sẻ với nhiều người, quan trọng là bạn bè đến chung vui với mình. Tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ là thủ tục, hạnh phúc bên nhau mới là quan trọng. Tôi thấy chuyện tình cảm rất riêng tư và còn thuộc cái duyên nữa, bà mẹ một con cho hay. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!